Xin chào mọi người đã đến với kênh Hải Dân Stop. Thì mọi người đừng quên ấn like và subscribe kênh để em có thể ra được nhiều video tốt hơn để mọi người có thể nắm bắt và tham khảo. Thì hôm nay vàng index của chúng ta là một phiên giao dịch với những biên độ tương đối lỏng lẻo và xuất hiện một tín hiệu nô đến 3 là một tên 3 đóng cửa nửa dưới và có giá trị giao dịch ở mức trung bình, thể hiện những sự cân bằng cung cầu giữa nhà đầu tư mua và nhà đầu tư bán, báo hiệu thị trường ta chuẩn bị bước vào quá trình tái tích lũy. Cụ thể hôm nay vàng đi tăng 9,51 điểm so với phiên trước và đóng cửa mức 1.050,53 điểm. Giá trị giao dịch ở mức trung bình 15.450,76 tỷ và đang có nhiều yếu tố lan tỏa về mặt dòng tiền. Thì nhìn chung hiện tại VN Index của chúng ta vẫn đang trong một cái trendline tăng và xuất hiện những tín hiệu cân bằng cung cầu thì nó sẽ có những yếu tố tích lũy trở lại, thì dòng tiền nó sẽ bắt đầu phân hóa nhiều hơn. Dòng cổ phiếu nào mạnh thì nó vẫn mạnh, dòng cổ phiếu nào yếu thì nó vẫn yếu. Các anh chị nhìn lại giai đoạn khi chúng ta xuất hiện những tín hiệu nô đến 3 thì nó sẽ có những quá trình như thế nào, nó sẽ có quá trình tái tích lũy là như này. Thì đâu là phiên nô đến 3 thì chị thấy này, đây là những phiên nô đến 3 hoặc là đây cũng là những phiên nô đến 3, là những cái dấu mũi tên em chỉ ra. Và khi chúng ta bước vào quá trình tích lũy này thì dòng tiền nó sẽ phân hóa khá là nhiều, mà cổ phiếu nào mạnh thì nó vẫn mạnh, mà cổ phiếu nào yếu thì nó vẫn yếu là như thế nào. Thì chị nhìn vào cái ví dụ sau đây thì chị thấy này, cái giai đoạn này này thì chúng ta đang đi ngang một cách gọi là biên khá là hẹp, nhưng chị nhìn qua những cái mã cổ phiếu BVD thì lại tiếp tục tăng, đúng không ạ? Cái gì so sánh đây, cái đoạn này này thì chúng ta đi ngang, nhưng mình chỉ thấy con BVD như thế nào, nó tăng rất là quyết liệt. Nhưng chị nhìn qua con ACB đi thì sao ạ? Nó lại tiếp tục, nó có những trạng thái cân bằng rồi nó lại đi xuống, đúng không ạ? Nó lại yếu hơn so với thị trường. Anh chị nhìn qua con Nam Kim nó cũng tương tự như vậy. Lúc mà thị trường như thế nào, lúc mà thị trường đi ngang thì nó lại có những trạng thái nó đi ngang theo, đúng không ạ? Thì cái đó là sự đồng pha đối với thị trường, nên chị thấy rõ ràng rằng khi mà chúng ta có những yếu tố tích lũy và sao quay trở lại thì dòng tiền nó sẽ phân hóa nhiều hơn, nên chúng ta sẽ tập trung vào cổ phiếu để đánh giá xem cổ phiếu nào là cổ phiếu mạnh và cổ phiếu nào là cổ phiếu yếu. Hay là anh chị nhìn lại giai đoạn năm 2018 đi, khi chúng ta có những cái trạng thái nó bước vào những cái pha gọi là phân hóa, thì anh chị thấy này, cái đoạn này này lúc mà chúng ta này, nó bước vào quá trình gọi là đi ngang thì có rất nhiều mã cổ phiếu nó lại giảm, lại có rất nhiều mã phiếu tăng. Anh chị thấy đoạn này này, con BHR thì nó lại tăng khá quyết liệt, đúng không ạ? Anh chị nhìn này, cái giai đoạn mà thì chúng ta đi ngang năm 2018 là đoạn nào ạ? Thì chúng ta sẽ đi qua cái đoạn thị trường đi ngang năm 2018, là anh chị thấy đoạn này này rõ ràng rằng ấy, rõ ràng là ngay đoạn này anh chị thấy rõ ràng rằng là thị trường ta đi ngang, đúng không ạ? Đây này, cái đoạn thị trường ta đi ngang này, nhưng chị thấy này, con BHR sao nó mạnh thì nó vẫn tiếp tục tăng, đúng không ạ? Nhưng chị thấy qua con SSI đi, cái đoạn trước đi, lúc mà thị trường đi ngang ví dụ như là năm 2018, đúng không ạ? Là cái đoạn này này, em ký hiệu vào này đó, cái lúc nào đi ngang nhưng chị thấy này, con SSI như thế nào, nó lại ngược pha, nó lại như thế nào, nó lại đi xuống, đúng không ạ? Thì cái đó gọi là sự phân hóa dòng tiền. Anh chị nhìn vào những cái mã cổ phiếu của con ACB đi, chị thấy đoạn đó thì nó lại đồng pha với thị trường, đúng không ạ? Thì chúng ta như thế nào ạ? Thị trường đi ngang thì cũng sẽ đi ngang theo, đúng không ạ? Cái đoạn này này bắt đầu thị trường đi ngang nó cũng sẽ đi ngang theo này. Đây đây, cái đoạn thị trường đi ngang này, đúng không ạ? Nó có một cái thời gian đi ngang 1-2 tuần thì ở đây nó cũng đi ngang theo, đúng không ạ? Thì cái đó là sự đồng pha, nên trong cái thị trường đi ngang thì nó sẽ có những sự phân hóa khá nhiều về cái dòng tiền. Còn bây giờ anh chị nhìn vào trực diện vào cổ phiếu cũng như là từng mã cổ phiếu, chúng ta đánh giá được kỹ hơn xem sức mạnh của thị trường hiện tại nó có những cái sự như thế nào so với cổ phiếu. Và hôm nay chúng ta cũng sẽ bị nhiễu động khá là nhiều và yếu tố điều tiết chỉ số phái sinh. Khi anh chị thấy thị trường chúng ta nó chỉ tăng 9,51 điểm, nhưng thực chất rất nhiều mã phiếu nó tăng trần như SSI, như thế này nó tăng khá là mạnh mẽ, đúng không ạ? Là tăng 6,75%. Anh chị nhìn qua HCM nó cũng tăng gần như là trần này. Anh chị thấy qua con SEL này, con DIT hoặc là những cái mã cổ phiếu của dòng thép cũng tăng điểm khá là mạnh, như là con Nam Kim này, đúng không ạ? Cũng tăng trần. Nên chị thấy rõ ràng rằng ấy, hôm nay rất nhiều mã phiếu tăng trần, nhưng tại vì sao chỉ số VN Index chúng ta nó chỉ tăng 9,51%, 9,51 điểm? Tại vì hầu hết những cái mã cổ phiếu trụ nó bị đạp lại, đó là những mã phiếu như Vietcombank gì thế này, tự nhiên cái đến cuối phiên nó bị đạp lại khá là mạnh, đúng không ạ? Và những mã phiếu này nó chiếm những cái vốn hóa khá là lớn trên thị trường, nên nó chỉ cần đạp được khoảng 1-2% thôi thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến thị trường khá là nhiều. Hay là anh chị thấy những mã phiếu Masan hôm nay cũng bị đạp trở lại này, đạp 4%, thì những mã phiếu này nó mang những cái tính chất gọi là điều tiết phái sinh, nên nó chỉ cần giảm đâu khoảng là 4% thì cũng ảnh hưởng đến một vài số điểm của thị trường. Các chị nhìn vào cái ảnh hưởng số điểm đi, Masan nó đạp đâu khoảng 4% thì nó làm cho thị trường ta giảm 1,42 điểm rồi. Vietcombank nó giảm làm cho thị trường giảm 1,77, thì hai cái mã cổ phiếu này nó giúp cho thị trường ta giảm 3 điểm rồi, đúng không ạ? Còn chị thấy thêm VIC nữa, là Vinamilk nữa này, hầu hết những mã phiếu trụ nó bị đạp, nên chị thấy chỉ số hôm nay nó bị khá là ảo, đúng không ạ? Đáng lẽ là chỉ số của chúng ta nó đóng cửa ở mức ở nửa giữa tháng 3 chứ không đến mức gọi là ở nửa dưới tháng 3, nên đánh giá là hôm nay thì chúng ta cũng bị nhiễu động khá là nhiều do cái yếu tố điều tiết phái sinh.
Nên đoạn này chúng ta cũng sẽ tập trung vào cổ phiếu nhiều hơn để chúng ta đánh giá được cái sức mạnh của cổ phiếu là cái yếu tố chính. Chúng ta cũng sẽ không nhìn vào thị trường nữa, tại vì thị trường giai đoạn này nó bị nhiễu động khá là nhiều. Và anh chị thấy thị trường ta nó cũng bước vào cái trend xu thế gọi là trend xu thế tăng. Nên anh chị thấy rõ ràng rằng chúng ta mua là mua cổ phiếu, không phải mua vào VN Index. Nếu chúng ta phân tích quá nhiều vào VN Index, chúng ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội đầu tư. Các anh chị cứ nhìn vào VN Index như này, các anh chị thấy tăng nóng, các anh chị chờ chỉnh để mua. Nhưng thực chất anh chị thấy rõ ràng rằng ấy, khi thị trường ta nó chỉnh thì nó sẽ đi lên liên tục, đúng không ạ? Nhưng mà nhà đầu tư mình thấy chỉnh như này mình không dám mua đi, mà mình cứ sợ thị trường ta đạt một đỉnh hai đỉnh rồi bắt đầu không dám mua thì hầu hết những mã phiếu khác đã tăng khá là nhiều, như SSI nó tăng từ vùng đáy bao nhiêu phần trăm, cái gì thế này, SSI tăng từ vùng đáy lên bao nhiêu phần trăm ạ? Gần 60%. SEL nó tăng từ vùng đáy trên 300% rồi, mà chị đầu tư mình cứ nhìn vào thị trường chung rồi mình không quan sát vào cổ phiếu để chọn điểm mua cổ phiếu thì như thế này, con SEL đã tăng 200% rồi, đúng không ạ? Ngoài ra những mã phiếu như DIG cũng tăng khá là mạnh rồi này, đúng không ạ? Nên chị thấy bây giờ cổ phiếu nó quan trọng hơn VN Index khá là nhiều. Thì đây cũng là những cái chiến lược mà em có đề cập trong cái room khuyến nghị của em. Thì ở đây anh chị thấy này, vào cái phiên sáng thì em có nói với nhà đầu tư mình rằng ấy là hiện tại VN Index đang rung lắc, chủ yếu là nó sẽ quay lại retest đỉnh trước để rũ bỏ lượng cung, chốt lại mới lên tiếp được. VN Index mới vào đà tăng thì chưa gãy ngay được, nên phải kéo lên rũ bỏ vài ba lần cho nhà đầu tư thấy chỉnh là mua. Thì hầu hết đến nhịp số 3, nhà đầu tư không còn đề phòng với thị trường mới chỉnh thiệt, còn bây giờ mới chỉ là nhịp số 1, nên đoạn này thị trường còn khá tốt và trên xu thế nó vẫn giữ, nên nhà đầu tư mình yên tâm nắm giữ cổ phiếu và cũng là cơ hội để cho nhà đầu tư mình mua gia tăng lượng hàng, đúng mà. Và ở trong những cái video gần đây anh chị thấy rõ ràng rằng ấy, cái lúc mà thị trường chỉnh thì anh chị thấy rõ ràng rằng em nói rằng ấy là khi chúng ta chỉnh là cái điểm để chúng ta mua, là những lúc cơ hội chứ không phải là những lúc chúng ta thấy rủi ro. Chứ nhà đầu tư mình cứ có những tính cách ấy gọi là khi mà thị trường ta ấy, xanh điểm thì lúc đó bắt đầu FOMO và mua, nhưng mà lúc giảm điểm như này có ai dám gọi là mua cổ phiếu đâu, hỏi có bán hay không em không, chứ không phải là hỏi có mua hay không, đúng không ạ? Thì anh chị nhà đầu tư thấy rõ ràng rằng thị trường ta nó chỉ mới có một đỉnh đầu tiên, thì ở đây em đánh giá nó không thể nào mà nó chỉnh ngay được, mà nó sẽ có những trạng thái phục hồi trong thời gian sắp tới. Nên chị thấy những nhịp chỉnh này này em khuyến nghị mua khá là nhiều, đúng không ạ? Thì ở đó cũng là những quan điểm của em về thị trường. Tiếp tục ấy là về kịch bản của VN-Index. Thì kịch bản của VN-Index sẽ test lại chạm trên line quanh 1030 cộng trừ 10 điểm rồi sẽ bắt đầu kéo lại, nên kỳ vọng hôm nay thì chúng ta sẽ đóng cửa giá xanh. Thì như thế chất này hôm nay chúng ta này cũng có những trạng thái này, nó bắt đầu nó vừa chạm vào trên line vừa phim trước thì phim sau nó bắt đầu mở gap và nó tăng luôn, cho nên chị thấy rõ ràng thì chúng ta cũng đóng cửa giá xanh. Tiếp tục về cái việc chiến lược ở thị hiện tại là chúng ta sẽ canh mua chứ không canh bán, tại vì hầu hết các mã cổ phiếu đều về đâu ạ, về vùng hỗ trợ trước nên không bán đoạn này. Các mã cổ phiếu cũng như điểm gia tăng em đã cập nhật cho anh chị trong buổi tối hôm qua, nên anh chị lưu ý điểm gia tăng. Còn muốn mua mới thì lưu ý các mã thị trường chỉnh và không chỉnh thì chúng cũng như là nhịp đầu mạnh chúng ta sẽ tham gia trong cái giai đoạn đó. Thì chị thấy này, những cái lúc mà thị trường chỉnh thì lúc đó chúng ta mua như SSI này, em gia tăng điểm bao nhiêu? Đang chị là thấy này, SSI gia tăng điểm quanh 19.3, thì chị thấy cái SSI này nó quay về 19.3 thì điểm nào để mua? Thì chị thấy này, quanh cái điểm này này, 19.3 là điểm chúng ta cover, thì nay tăng trần này thì thực chất anh chị đầu tư mình nắm vị thế tốt, nên chị thấy chỉnh về đây thì chúng ta sẽ là cơ hội chúng ta tham gia mua mới, đúng không ạ? Hay chị thấy những mã cổ phiếu Techcombank đi em gia tăng điểm nào? Ví dụ như ở đây, anh chị thấy về mã cổ phiếu Techcombank đi, đây Techcombank này, đó, Techcombank thì em gia tăng điểm nào? Anh chị gia tăng thêm Techcombank quanh vùng giá 26.65, thì như thế này, Techcombank gia tăng thêm vùng giá bao nhiêu? 26.65 là vùng nào? Đây 26.65 là cái phiên hôm qua chúng ta giao tăng, đúng không ạ? Nên chị thấy hôm nay nó cũng đã tăng trần, nên thực chất thị trường chúng ta phải đưa ra những quan điểm rõ ràng là chúng ta biết cái nhịp chỉnh này là nhịp chỉnh thật hay là nhịp chỉnh giả, để chúng ta có thể là lên những lượt đầu tư. Chứ đầu tư mình cứ thấy ở thị trường chỉnh ra bán ra rồi thấy tăng rồi mua vào thì nó sẽ rất dễ dàng mua ngay những cái vùng gọi là vùng đỉnh và bán ngay vùng đáy. Nên đoạn này chúng ta sẽ quan sát và chúng ta lên những lượt đầu tư sơ cho cụ thể, đúng không ạ? Nên đoạn này nhìn chung ấy là thị trường còn khá an toàn, nên ta cứ tiếp tục nắm giữ cổ phiếu. Còn bây giờ muốn mua mới thì chúng ta sẽ phân tích sang từng dòng từng ngành để chúng ta chọn lựa những mã phiếu sao cho hợp lý. Thì bây giờ anh sẽ đi qua từng cái dòng cổ phiếu để cho nhà đầu tư có thể là nắm bắt xem hiện tại dòng nào đang mạnh, dòng nào đang yếu. Đầu tiên là về dòng khu công nghiệp. Thứ nhất ấy là về những cái mã cổ phiếu như là con KBC đi. KBC thì hôm qua có phân tích trong video với nhà đầu tư mình rồi, đúng không ạ? Lúc mà thị trường ấy của chúng ta chỉnh mà nó không chỉnh, chứng tỏ mã cổ phiếu này mạnh thì đây là điểm mua, đúng không ạ? Thì nhà đầu tư là mình thấy hôm qua là điểm mua thì mua được thì chúng em cũng xin chúc mừng, tại vì hôm nay cũng đã tăng 5,20%, đúng không ạ? Và ở đây tại vì sao chúng ta mua tại cái điểm này, thì chúng ta mua phải biết vì sao chúng ta mua. Đầu tiên chúng ta mua chúng ta phải xem xu hướng của VN Index và xu hướng của cổ phiếu nó đang như thế nào. Đầu tiên khi anh chị nhìn vào cổ phiếu thì trên xu thế của cổ phiếu nó đang là trên xu thế tăng, khi anh chị nói những cái đáy là với nhau, đáy sau cao đáy trước. Cái thứ hai phải nhìn vào dòng tiền, có dòng tiền vào chưa, thì đây là dòng tiền vào, đúng không ạ? Cái thứ ba chúng ta phải dòm là gì, xem nó có đủ độ tích lũy chưa, thì đây là cái độ tích lũy và sideways của nó, mà nó phải xuất hiện dấu hiệu cung cầu là phiên gì, là những phiên test cung ba. Thì như thế này, ở đây xuất hiện một phiên test cung ba
hai phiên tích cung 3, ba phiên tích cung 3 thì đây là những điểm mua mới đó mà. Thì đây chính là những điểm mua mới, thì sau khi anh chị mua thì nó nổ lên, thì đây là cái điểm gọi là cái gì, nắm giữ an toàn. Còn bây giờ điểm mua mới của nó đã qua thì nhà đầu tư mình cứ nắm giữ thêm đúng không ạ? Còn anh chị thấy rõ ràng rằng ấy, nếu mà anh chị mua trong xu hướng giảm đi, cái anh chị mua bất cứ điểm nào anh chị cũng lỗ đúng không ạ? Còn trong xu hướng tăng này anh chị thấy này, cái anh chị mua đúng điểm cho anh chị nắm giữ là anh chị sẽ thắng. Nên chị phải đưa ra những nguyên tắc để anh chị đầu tư sao cho hợp lý, chứ không phải anh chị thấy mà cổ phiếu này nó đang giảm, cái anh chị FOMO chị mua vào và bắt đầu anh chị bắt và những cái vùng gọi là con dao nó rơi thì là sẽ tiếp tục nó rơi tiếp. Nên quan trọng là cái xu thế, quan trọng là dòng tiền, quan trọng là tín hiệu cung cầu. Nên ở đây điểm mua mới đã qua thì chúng ta nắm giữ thêm, chờ đợi cái điểm mua tiếp theo. Và anh chị thấy khi dừng chỉnh mà nó không chỉnh chứng tỏ nó mạnh rồi đúng không ạ? Anh chị nhìn qua giờ đồng phía trước đi, đây em ví dụ một vài mã như DGC đúng không ạ? Anh chị thấy những cái lúc ấy mà con DGC nó tăng mạnh ấy, thì cái lúc đó vì sao chúng ta lại biết mà những mã phiếu này là những mã phiếu mạnh nhất thị trường? Các anh chị cứ thấy đây, đây là giai đoạn gì, thị trường điều chỉnh, các anh chị chiếu lên DGC có điều chỉnh hay không, không điều chỉnh chứng tỏ mã phiếu này là mã cổ phiếu mạnh đúng không ạ? Tiếp tục cái nhịp điều chỉnh số 2, đây là nhịp điều chỉnh số 2 thị trường, thì anh chị thấy con DGC có điều chỉnh không? Nó không điều chỉnh thì lúc thị trường tăng sao, nó là mã phiếu tăng mạnh nhất thị trường đúng không ạ? Anh chị nhìn qua con HDC đoạn trước đi, anh chị thấy đoạn nào này, đây đoạn này thị trường điều chỉnh nhưng mà phiếu HDC điều chỉnh không, nó không điều chỉnh, lúc dừng tăng sao nó tăng mạnh nhất thị trường đúng không ạ? Đây tiếp tục là nhịp điều chỉnh số 2 này, nhưng mà phiếu HDC có điều chỉnh không, nó không điều chỉnh, lúc dừng phục hồi sao nó sẽ là mã phiếu tăng nhất mạnh nhất thị trường. Nên chị thấy vì sao con KBC là những mã phiếu khuyến nghị mua hôm qua đúng không ạ? Tiếp tục ấy là những mã cổ phiếu như VGC đi, VGC thì phiên vừa rồi cũng tích cung, thì hôm nay chị thấy rõ ràng là nó cũng đã bắt đầu xuất hiện điểm pivot, và điểm này có mua được không, em đánh giá điểm này vẫn có thể tham gia mua được tại vì nó chưa xa nền đúng không ạ? Cái điểm này là những điểm mua khá là đẹp. Mẫu hình của nó có hay không, đây là mẫu hình gì, đây là mẫu hình vai này, đây là đầu của nó này, và đây là cái phần gọi là vai phải của nó đúng không ạ? Và khi nó tạo ra mẫu hình vai đầu phải đi đâu để mua, thì đây mới là điểm mua chính thức của nó này đúng không ạ? Và khả năng ngày mai breakout khá là cao, nên qua đường giá 40 là điểm mua tốt, nên đầu tiên là mình có cái nắm giữ, còn muốn mua mới thì đây có thể là tham gia được. Giống như đoạn này điểm mua mới của nó điểm mua nào, ở đây là mô hình gì à? Vai này, rồi ở đây là gì, đầu của nó này, ở đây là vùng gì, vai phải của nó này, và đâu là tín hiệu cung cầu của nó, thì ở đây anh chị thấy này, dòng tiền vào chưa, dòng tiền vào này, yếu tố tích lũy xảy ra chưa, yếu tố tích lũy xảy ra này, xuất hiện dấu hiệu cung cầu gì, xuất hiện một phiên gọi là no supply bar này đúng mà, hai phiên no supply bar này, rồi sau đó phiên test cung ba này, thì phiên sau là phiên gì, là phiên phiên breakout bar đúng mà. Dấu hiệu cung cầu nó sẽ xuất hiện liên tục trên một mã cổ phiếu, quan trọng nhà tôi có nhận biết được hay không. Giống như đoạn này chị thấy này, trên tăng chưa, trên tăng này này, dòng tiền vào chưa, dòng tiền vào này đúng không ạ, rất quyết liệt đúng không ạ? Rồi sau đó đây có những trạng thái cân bằng chưa, cân bằng rồi này, xuất hiện những phiên gì ạ, test cung này, phiên này là test cung thì khả năng ngày mai nổ khá là cao, nên có thể chú ý được ở mã phiếu VGC ngày mai breakout ấy. Tiếp tục là con IDC này, nó đẹp hay không, IDC nó cũng có sự đồng thuận này đúng không? Dòng khu công nghiệp là cái dòng chúng ta sẽ chú ý ngày mai. Các nhìn nhìn vào con IDC này, trên là trên xu thế tăng rồi này đúng không ạ? Đáy sao này, cao đáy trước này, xuất hiện dấu hiệu cung cầu này, test cung này, đây cũng là phiên test cung với vòng thấp, thì khả năng ngày mai nó sẽ tiếp tục là một phiên breakout, nên nhà đầu tư mình có cứ nắm giữ thêm đối với mã cổ phiếu gọi là IDC. Còn muốn mới thì đoạn này qua đường giá 35.5 cũng là những điểm mua đẹp đối với mã cổ phiếu IDC này, kỳ vọng mục tiêu của nó sẽ tiến về vùng giá 44.5. SJC thì sao, SJC thì hôm nay cũng đã bắt đầu xuất hiện test cung trở lại khi nó quay lại retest đúng những vùng gọi là neckline trước của nó đúng không ạ? Thì đối với một cái mã cổ phiếu nó quay retest đúng neckline của nó thì cái này khả năng ngày mai bật tăng khá là cao. Ví dụ ở đây là mẫu gì, một đáy này, hai đáy này, nó đánh lên vượt lên này, nó quay lại retest gì à, retest đường neckline của nó đúng không ạ? Thì sau đó là một phiên breakout lên, nhưng đầu tư là mình có cái nắm giữ đối với mã cổ phiếu SJC, còn mua mới thì giá vùng này vẫn có thể tham gia mua mới được đối với mã cổ phiếu SJC vùng giá 28.4 và đặt những mức stop loss sao cho phù hợp đúng không ạ? Quanh vùng giá đó khoảng là 24.3. Thì nhìn chung ngày mai khả năng là dòng bất động sản khu công nghiệp nó sẽ kéo, nên lưu ý đối với dòng này. Tiếp tục những mặt phiếu như ghét đi, ghét thì đoạn này nó vẫn gần nền này, thì đây là mẫu hình gì, khả năng sẽ tạo ra mẫu hình vai đầu vai đúng không ạ? Thì đây là vai này, ở đây là phần đầu này, và đây là phần vai vải này, nó đang quay lại tennis line khá là tốt này, hôm nay vol của nó cũng ở mức trung bình. Nhìn chung đối với mã cổ phiếu này em đánh giá nó sẽ có những nhịp cân bằng từ 3 đến 4 phiên nữa trước khi có nhịp nổ, nên đầu tư mà mình có cái nắm giữ thêm. Trend của nó vẫn là trên xu hướng tăng này, nhưng cái đoạn sau của nó em đánh giá nó sẽ nhẹ hơn, tại vì sao ạ? Tại vì cái đoạn này chị thấy này, nó rất là ít vùng kháng cự đúng không ạ? Tại vì cái vol này nó giảm mà cái vol nó cứ thấp như này thì em đánh giá vùng này này, cái vùng gọi là tháo hàng cái lượng cung, nhưng ở đây nhà đầu tư khớp hàng cũng không nhiều, nên ở đây rất ít nhà đầu tư gọi là bị kẹp hàng, nên khi nó đi lên nó sẽ nhẹ hơn. Thì đem đánh giá thì con ghét này kỳ vọng nó sẽ lên vùng giá bao nhiêu ạ? Đâu khoảng là 20 và 21. Nên đầu tư là mình có cái nắm giữ cũng mới thì qua vùng giá 16 là những điểm tao sẽ lấy vị thế thăm dò. Nếu mà nó breakout qua vùng giá khoảng là 16.8 thì chúng ta sẽ gia tăng vị thế. Thì lưu ý đối với mã cổ phiếu ghét này trong thời gian sắp tới. Em đánh giá mã phiếu này cũng khá là mạnh. Tiếp tục là những mã cổ phiếu hôm qua
có khuyến nghị như VCI chúng ta đi lại xem, thì hôm nay đã tăng trần thì có nói với nhà đầu tư mình rồi đúng không ạ? Hôm qua là cái phiên đỡ cung của ông VCI thì hôm qua là điểm mua đẹp, còn bây giờ nhà đầu tư là muốn mua thì em giác bây giờ nó đã qua điểm mua, phải chờ đợi nó tích lũy lại thêm, khả năng ngày mai sẽ tiếp tục nó kéo trần một phiên nữa rồi mới chỉnh lại, thì canh chỉnh lại cân bằng ta sẽ tham gia mua sau. FRT hôm nay chỉ tháng này nó cũng tăng điểm khá là mạnh này, sau khi xuất hiện tích cung hôm nay cũng tăng điểm khá là mạnh, thì nhà đầu tư mình có cái nắm giữ đối mã phiếu này, còn điểm mua mới chưa có. Thì những mã cổ phiếu công nghiệp là những mã phiếu chúng ta chú ý ngày mai. Còn bây giờ mình sẽ đi phân tích qua từng dòng để cho đầu tư mình có thể nắm bắt được rõ ràng hơn. Thì những cái dòng ngân hàng thì hôm nay nó bị bán vào cuối phiên, thì đánh giá những dòng ngân hàng nó đang có những tín hiệu hạ nhiệt, nó phải cần tích lũy lại nhiều hơn trước khi nó bật tăng tiếp. Thì đầu tiên là ACB này, thực chất trên line của ACB cũng trên line tăng, nhưng đoạn hành chỉ thấy nó tăng lên nó gặp lại cản, nó bị bán ngược trở lại vô nó mức trung bình, thì khả năng sẽ cần sideway lại thêm, chứ điểm này không phải là điểm mua mới, tại vì cái biên độ dao động của nó tương đối lỏng lẻo, nên chờ đợi quan sát thêm đối với mã cổ phiếu gọi là ACB này. Tiếp tục đến mã cổ phiếu như BID đi, biên độ cũng khá lỏng lẻo, thì hết những biên độ lỏng lẻo chúng ta sẽ hạn chế tham gia anh chị thế này. Lúc mà thị trường ta nó tạo ra sự hưng phấn thì biên độ của nó sẽ lỏng lẻo như này thì sẽ rất dễ dàng gãy, đúng mà anh chị thấy cứ biên độ lỏng lẻo thì chúng ta sẽ hạn chế tham gia. Thì đầu tiên cái trend của BID thì nó vẫn là trên lai tăng, nhưng mà bây giờ nó gặp lại những vùng cản trước thì anh chị thấy biên độ của nó lỏng lẻo khá nhiều, nó cũng xuất hiện bao nhiêu phiên sách ao rồi ạ. Thì ở đây nó xuất hiện bao nhiêu ạ? Đây là một phiên sách ao này, đây là hai phiên sách ao, ba phiên và đây là phiên thứ tư, nên chúng ta quan sát và nắm giữ thêm. Chứ bây giờ điểm mua mới chưa có, hoặc nhà đầu tư có thì các anh chốt lại dần theo chiều tăng đối với VAD. CTG đoạn này nó cũng là một cái trend line tăng, nhưng nó cũng đã xuất hiện những phiên sách cao 3, biên độ giao dịch thì tương đối lỏng lẻo, thì chúng ta cứ quan sát và chờ đợi thêm. Chứ bây giờ không phải là điểm mua chính để mà cổ phiếu CTG chúng ta muốn mua, chúng ta phải chờ đợi nó siết chặt biên độ lại chúng ta mới mua, chứ đoạn này nó tạo ra biên độ lỏng lẻo thì nó sẽ tương đối rủi ro, nên quan sát và chờ đợi thêm, hoặc có lãi thì canh chốt lại dần đối với CTG. Liên Việt Úc Banh thì như thế này, đoạn này cũng là mô hình ba đáy lên nhưng nó gặp lại cản rồi, thì đầu tư mình có canh chốt lại dần. Chứ bây giờ đâu phải là điểm mua mới đấy, mà cổ phiếu Liên Việt Úc Banh nó cũng xuất hiện một phiên hai phiên sách cao 3, nên lưu ý đó, mã phiếu này hiện tại không điểm mua mới, biên độ của nó cũng tương lỏng lẻo, nên quan sát và chờ đợi thêm. Chứ bây giờ không phải là điểm mua đối với mã cổ phiếu Liên Việt Banh, em đánh giá là dòng ngân hàng hiện tại nó đang có những cái trạng thái gọi là không còn ngon giống như giai đoạn phía trước, đúng mà, tại vì từ vùng đáy của dòng ngân hàng đã tăng lên bao nhiêu phần trăm, từ đáy tăng lên đó khoảng là gần 80% đối với Liên Việt Banh, thì giai đoạn này chúng ta nên chốt lại chứ không phải là điểm mua mới đối với mã phiếu Liên Việt Banh, nó cũng gặp cản khá là mạnh rồi. MBB thì sao? MBB thì đánh giá đoạn này chưa tăng nhiều này, thì khả năng sẽ có những nhịp kéo tiếp tục trước khi nó gọi là tạo ra những cái vùng gọi đỉnh ngắn hạn của nó. Thì nhìn chung trend của con MB thì vẫn là trên đà tăng, thì đối với mã phiếu này muốn mua chúng ta phải chờ đợi cân bằng hơn, rồi sau đó chúng ta sẽ tham gia và kỳ vọng mục tiêu của vùng giá 20, vùng giá 20 21 là mục tiêu đối với MB Bank. Còn bây giờ cái điểm mua mới thì đánh giá nó chưa đủ điểm mua, tại vì thực chất chỉ thế này, chúng ta muốn mua chúng ta phải chờ gì, đầu tiên phải có những trạng thái này trên đà tăng, thứ hai phải có dòng tiền này, đây là dòng tiền đúng không ạ, rồi sau đó chúng ta phải chờ đợi tích lũy và sideway này cho nó xuất hiện những hiệu cung cầu tích cung như thế này chúng ta mua, đúng mà, tích cung như thế này chúng ta mua. Chứ bây giờ anh chỉ thấy biên độ lỏng như này làm sao mua được. Tiếp tục là mã phiếu như OCB đi, OCB nó cũng tăng tương đối là quá đà, nó chuẩn bị gặp lại cản trước, thì ở đây không phải điểm mua, có thì kênh chốt lại bớt theo chiều tăng. Còn bây giờ quan sát thêm đối với OCB. STB anh chị thấy đoạn này cũng khá lỏng lẻo đúng không ạ? Anh chị thấy trend của nó mặc dù nó là trên đây tăng thật nhưng cũng đã xuất hiện những phiên gọi là sách A3 này, đây là phiên sách A3, đây cũng là sách A3 đúng không ạ? Anh chị thấy này, đây cũng là những cái phiên gọi là với biên độ của nó khá khó chịu. Đúng mà, khi nó giao dịch như thế này anh chị thấy này, một phiên trần, một phiên sàn thì chúng ta sẽ rất khó để có thể phân tích được mã phiếu này. Và thực chất những mã phiếu này thì nó chưa tăng ngay được, ít nhất phải siết biên lại cân bằng ta mới tham gia. Chứ những biên độ lỏng lẻo này thì anh chị tham gia nó sẽ khá rủi ro. Anh chị thấy này, những cái lúc mà nhà đầu tư hưng phấn thì anh chị thấy này cái biên độ của nó trần sàn liên tục đúng không ạ? Hay đoạn này anh chị thấy này, nó có những biên độ này lỏng lẻo đúng không ạ? Đây anh chị thấy này, đó trần sàn liên tục như này này, nó thì rất khó để chúng ta giao dịch đúng không ạ? Thì chúng ta phải quan sát, chờ đợi nó cân bằng, siết biên lại mới tham gia sao? Chứ bây giờ nó đang lỏng lẻo, chúng ta sẽ không vô mô mua mới làm gì? Có lãi thì canh chốt lãi dần theo chiều tăng, nó cũng chuẩn bị gặp lại vùng kháng cự mạnh. Tiếp tục đối với những mã cổ phiếu như Techcombank đi, thì những mã phiếu này thì nó cũng ở dưới kênh, dưới cái đi lên, nó chưa đi lên nhiều, thì kỳ vọng mã phiếu này nó sẽ có những sự bật tăng và kéo về vùng giá khoảng 32. Nhà đầu tư nên có cái nắm giữ và muốn chốt lại thì canh lên vùng giá 32 này, nhà đầu tư sẽ chốt lại dần thì chưa tăng. Còn điểm mua mới thì giá đoạn này cái mức độ gọi là lợi nhuận của nó cũng không còn nhiều, nên quan sát thêm, chúng ta tập trung những mã phiếu nào mà chưa tăng để chúng ta có thể là tối ưu hóa lợi nhuận đoạn sau. Vietcombank thì như thế này, nó đã có yếu tố gọi là gãy rũ ba phiên liên tục đúng không ạ, vol lớn, thì hôm nay chúng ta cũng sẽ quan sát đối với Vietcombank. Hiện tại nó quang quay về retest vùng mọi hỗ trợ trước, thì nhà đầu tư mình có cái nắm giữ cũng bán thì canh hồi lên để bán. Còn bây giờ điểm mua mới thì chưa có đối với mã cổ phiếu Vietcombank này.
phiên hôm nay lực bán như này cũng khá rủi ro chứ không phải là cái yếu tố gọi là bình thường. Nhìn chung ấy, đối với mã phiếu này quan sát thêm, chưa có mua mới được đối với Vietcombank. VBank thì mã phiếu này nó hơi yếu, mặc dù tạo ra mô hình hai đá nhưng chỉ thấy này nó quay lại retest, cái vòng nó hơi lớn, nó phục hồi cũng vòng lớn thì chúng ta cứ chờ đợi thêm xem nó cân bằng như thế nào chúng ta mới tham gia. Chứ bây giờ anh chị thấy biên độ lỏng lẻo thì rất khó để lên. Các anh chị thấy cứ thấy biên độ lỏng lẻo như này đi, anh chị thấy này nó lỏng lẻo như này này thì nó phải cần cân bằng chứ rất khó để lên. Anh chị thấy này, đoạn này cũng biên độ lỏng lẻo phải cần cân bằng đúng mà. Nên ta quan sát thêm, chờ đợi nó đủ cái độ tích lũy lại mới tham gia được. Tiếp tục là một chứng khoán đi, dòng chứng khoán thì khá là mạnh như VCI hôm qua em có nói với nhà đầu tư mình này đúng không ạ? Thì đâu điểm mua, đây điểm mua, còn bây giờ nó lên đây thì khả năng sẽ kéo lên một phiên trần lên đây này. Nó kéo lên một phiên nữa lên trần qua giá đâu khoảng 28.9 rồi sẽ cân bằng lại, chúng ta sẽ có điểm mua phía sau. Còn bây giờ chúng ta nắm giữ thêm nếu mà cổ phiếu VCI này được. SSI cũng khá là mạnh này đúng không ạ? Thì điểm này điểm test điểm ta mua nè, còn bây giờ nó tăng trần lên trở lại thì chúng ta nắm giữ thêm, khả năng mã phiếu này nó sẽ tiến về vùng giá đâu khoảng là 223 thì chúng ta có, chúng ta canh chốt lại bớt. Còn bây giờ cái điểm mua mới đối với con SSI thì đã qua nên quan sát thêm, chưa điểm mua mới đối với SSI. VND hôm nay anh chị thấy cũng tăng trần này đúng không ạ? Tại vì cái dòng chứng khoán khá là mạnh, trend của nó vẫn trên lại tăng. Nó gặp lại cản thì khả năng ngày mai nó sẽ tích lũy lại một vài phiên nữa mới có những cái đà tăng tiếp. Nên quan sát thêm nó mã cổ phiếu VND này chưa điểm mua mới. Nhìn chung dòng chứng khoán hôm qua là cái điểm mua đẹp nhất rồi đúng không ạ? Chứ hôm nay nó tăng trần thì hầu như cái điểm mua của nó đã qua thì rất khó để tham gia. HCM này trên nó vẫn trên lại tăng này, đoạn này cũng cân bằng khá tốt này thì kỳ vọng nó sẽ tích lũy quanh vùng giá đó khoảng là 223, ít nhất khoảng là từ 3 năm phim chúng ta sẽ tham gia. Còn bây giờ chưa điểm mua mới tại vì cái biên độ của nó khá lỏng lẻo. Cho nó tích lũy vùng giá đó khoảng là 30 22 23 đi, từ 3 đến 5 phiên nữa thì chúng ta sẽ tham gia được. SS thì hôm nay nó cũng có những biên độ tương đối lỏng lẻo đúng không ạ? Trên thì trên lại tăng nhưng biên độ lỏng lẻo chúng ta cứ chờ đợi thêm. Giống như đoạn này đi, anh chị thấy này, trên thì vẫn trên lại tăng này nhưng mà tạo ra biên độ lỏng lẻo như thế này này. Thì như thế này, một vài phiên đầu thì phải tạo ra cái biên siết chặt lại như thế này này. Nó nhất phải có những biên siết chặt lại ở phía sau như thế này chúng ta mới tham gia. Chứ những biên đầu mà nó lỏng lẻo này thì rất khó để tăng đúng không ạ? Hoặc là nó lỏng lẻo như này chị thấy này, nó sẽ rất dễ dàng bị gãy nên chúng ta cứ chờ đợi xem ấy, nó có cân bằng phía sau hay không, xuất hiện nô sụp ly tích cung chúng ta mới tham gia. Chứ những cái biên độ lỏng lẻo chúng ta sẽ hạn chế tham gia. Anh chị thấy này, ở đây cũng là những biên độ lỏng lẻo này, anh chị thấy này, trần sàn liên tục thì chúng ta sẽ không tham gia được. Chúng ta phải chờ đợi cái biên độ tích lũy ở phía sau mới là điểm tham gia an toàn. Nên quan sát thêm nó với SHS. Thép thì sao ạ? À? HBG này đoạn này cũng biên độ khá lỏng lẻo thì trong trend vẫn trên lại tăng, nó gặp lại cản trước thì nó đang hấp thụ lượng cung do nhà đầu tư đang kẹp hàng bán ra này. Nhà đầu tư đang có lại bán ra này và ở đây này cung cầu nó đang đấu đá lẫn nhau nên phải cần một cái vùng hấp thụ và cân bằng chúng ta có điểm mua. Và ở đây chị thấy vol thấp thì đây là yếu tố tích cực thì chúng ta cứ chờ đợi cái vol thấp lại chúng ta sẽ có điểm mua mới. Còn bây giờ chúng ta vẫn có thể là nắm giữ bình thường đối mã cổ phiếu HBG và kỳ vọng đối HBG là mục tiêu của nó sẽ quanh về vùng giá đâu khoảng là 20 21 trong thời gian sắp tới. Và nếu nhà đầu tư mình có thì canh chờ 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 nhịp tăng lên ta chốt lại bớt, còn muốn mua mới thì chờ đợi cái nhịp cân bằng thêm. HSG đoạn này anh chị thấy trên vẫn là trên lại tăng này, vẫn tăng hình chữ V tăng khá là nóng. Và bây giờ nó gặp lại cản thì đây không phải điểm mua mới, phải chờ đợi đủ độ tích lũy ta mới tham gia. Còn bây giờ quan sát thêm đối với HSG. Nam Kim thì cũng tương tự như vậy, mặc dù trên là trên lại tăng nhưng ở biên độ của nó khá lỏng lẻo thì hạn chế mua mới, quan sát thêm. Tiếp tục là về dòng bất động sản đi, bất động sản như sale thì sao? Sale rộng này chị thấy biên độ giao dịch khá lỏng lẻo đúng không ạ? Vân cũng xuất hiện những vân bán ra rồi nên đánh giá ở đây là những phiên phân phối đầu tiên này nên những điểm này này nhà đầu tư mình hạn chế mua mới này. Ở đây cũng tương tự như vậy, quan sát thêm có lãi thì canh chốt lãi điều chịu tăng thì kỳ vọng mã phiếu này sẽ kéo về đỉnh trước để chúng ta có thể canh chốt lãi bớt. Anh chị thấy cứ mỗi lần ấy mà sale giao dịch biên độ lỏng lẻo như này này thì chúng ta sẽ cẩn trọng đúng không ạ? Đây anh chị thấy này, nó giao dịch với biên độ lỏng lẻo như này này, rồi anh chị thấy này xuất hiện những phiên vân giá vân tăng mà giá không tăng này đúng mà. Anh chị thấy này, một phiên nó khoảng là tăng nó khoảng là 1,36% 39%, nhưng chị thấy vol nó 4 triệu cổ phiếu. Nhưng chị thấy này, những phiên tăng trần phía trước nó chỉ cần bao nhiêu triệu phiếu nó tăng trần rồi. Đây những phiên này này, nó tăng hầu như gần trần, 3 triệu cổ phiếu tăng trần, nhưng đây 4 triệu cổ phiếu mà nó lại không tăng trần thì thể hiện những cái sự cung nó lớn hơn cầu thì cái giá của nó sẽ giảm lại. Anh chị thấy biên độ giao dịch không lẻo đúng không ạ? Một phiên gọi là giảm 5% lại một phiên nó tăng 7% đúng không ạ? Mang trạng thái kéo xả thì nó sẽ rơi, thì đoạn này chúng ta cũng sẽ hạn chế mua mới. Anh chị thấy này, hôm nay kéo vol khá thấp đã tăng trần rồi thì đây có những sự nghịch biến của khối lượng thì canh hồi lên chúng ta hạ ra bớt, chứ bây giờ không phải là điểm mua đối với sale. Dip thì nó cũng tương tự như vậy đúng không ạ? Trên thì trên lại tăng, nhìn chung ở đây anh chị thấy xuất hiện những cái biên độ tương đối lỏng lẻo rồi đúng không ạ? Chúng ta sẽ hạn chế tham gia, quan sát thêm nó mà cổ phiếu này và canh hồi lên chúng ta chốt lại bớt. Còn bây giờ điểm mua mới đối với dip thì chưa có này. Đến giờ thì trên của nó vẫn là cái trên lại tăng này, nhưng bây giờ nó gặp lại cản thì ở đây nó sẽ cần sideways quay trở lại. Yếu tố cản von thì mới là yếu tố tích cực, còn bây giờ nó chưa có
có sự cạn vol, nó chưa đủ độ cân bằng, chúng ta cứ chờ đợi thêm. Giống như một cái mã phiếu đi, nó tăng lên, nó quay lại retest đi, nó mà nó quay lại retest cái neckline của nó thì nó phải tạo ra đủ độ cân bằng này này mới có thể tiếp tục tăng. Còn bây giờ chị thấy là nó chưa đủ độ cân bằng mà nó giao dịch với biên độ lỏng như này thì chúng ta sẽ quan sát thêm. Chứ bây giờ hạn chế mua mới tại vì nó cũng tương đối rủi ro. HDC thì hôm nay cũng bắt đầu nhịp bật tăng trở lại thì nhiều tư mình có cái nắm giữ. Thì khả năng mã phiếu này sẽ kéo về vùng giá 35. Nên quan sát thêm xem nó cân bằng ta sẽ tham gia mua mới được. Còn bây giờ vẫn chưa điểm mua mới đấy mà cổ phiếu gọi là HDC khả năng sẽ cần cân bằng thêm. Trend của nó thì nó vẫn giữ trên xu thế khá là ổn. HDG gì thế này, mã phiếu này có thể cân nhắc được. Tại vì sao? Trên nó vẫn trên lại tăng này, có dòng tiền vào này, ở đây yếu tố cân bằng khá tốt này, một phiên nô sập, một phiên tích cung. Thì đây là điểm mua chuẩn đối mặt cổ phiếu HDG, nên đối với nhà đầu tư nào muốn mua mới thì HDG sẽ là những cái mã cổ phiếu lựa chọn ưu tiên. Và kỳ vọng ngày mai sẽ có phiên breakout tiến về vùng giá 36. Tiếp tục là mã cổ phiếu như là con Nam Long đi, Nam Long hôm qua cũng nói với nhà đầu tư mình đúng không ạ, thị trường chỉnh nó không chỉnh thì khả năng thị trường phục hồi nó sẽ tím, thì những mã phiếu này là những điểm trung tâm tham gia này đúng không ạ. Còn bây giờ nhà đầu tư mua được điểm này chúng ta nắm giữ thêm, còn bây giờ nó tăng như này khả năng ngày mai nó sẽ kéo tím thêm một phiên rồi sẽ cân bằng trở lại, chúng ta chờ cân bằng mới có điểm mua. Còn bây giờ vẫn chưa điểm mua đấy mà cổ phiếu Nam Long nắm giữ phù hợp hơn, hoặc là canh chốt lại bớt khi mà nó kéo lên theo chiều tăng. Thì kỳ vọng đối với con Nam Long nó sẽ kéo lên vùng giá này này, đó là vùng giá 35 là những vùng cản mạnh của nó. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đi qua dòng dầu khí đi. Dòng dầu khí thì hôm nay như thế này, thị trường tăng mạnh nó có tăng mạnh đâu đúng mà, thực chất nó vẫn ở mức tham chiếu thì hầu hết những mã phiếu này sao ạ. Chúng ta sẽ không kỳ vọng nhiều, có thì chúng ta cứ canh tăng thêm nhịp nữa chúng ta chốt lãi. Chứ bây giờ như thế này trend của nó vẫn ở trên là giảm, thực chất những mã phiếu khác tăng 100% hơn đúng mà, nhưng mã phiếu này tăng chỉ 30%, chứng tỏ dòng cổ phiếu này nó yếu. Nên những mã phiếu nào yếu chúng ta sẽ hạn chế tham gia, và có lãi chúng ta sẽ canh chốt lãi dần đối với BVD khi nó gặp lại cản chéo này. Chứ bây giờ không phải là điểm mua đối mã phiếu BVD, tại vì anh chỉ biết rằng ấy, trong một cái downtrend đi của một mã cổ phiếu thì nó sẽ xuất hiện liên tục những cái nhịp gọi là bull trap. Anh chỉ thấy nhịp này này nó cũng bull trap lên trở lại này, nhưng mà sau đó lại rơi đúng không ạ, nó rơi nhanh nhanh chóng và nó rơi cho chúng ta trong sự bất ngờ, nên đoạn này chúng ta sẽ không có mua nữa. Mặc dù thấy tích cung đẹp nhưng mình chỉ thấy này nó không có sự cạn vol, thì em đánh giá khi nó tăng lên nó sẽ rất dễ dàng gãy lại, nên nhà đầu tư mình hạn chế FOMO đối với BVD, có thì canh chốt lãi và chặn lãi. BVS nó cũng tương tự như vậy này, mặc dù nó tích cung nhưng mà chỉ thấy này nó đâu có phiên xác nhận đâu đúng không ạ, trên của nó vẫn trên là giảm. Đây như thế này, đoạn này này nó cũng tích cung, nó cân bằng liên tục này, anh chị FOMO vào đi, nó bắt đầu giảm liên tục này, anh chị thế này đoạn này cũng tích cung liên tục này, nhà đầu tư mua vào đi, bắt đầu rơi này đúng không ạ. Nên chung ở đây đâu phải là điểm mua, từ vì như thế này mang những trạng thái này tiền vào mà nó không tăng, nó thể hiện những cái yếu tố nghịch lý và giá khối lượng ở đây như thế này. Vol bao nhiêu ạ? Vol vào bao nhiêu triệu cổ phiếu, đâu khoảng là 15 triệu phiếu mà nó không tăng. Nhìn chị thấy ở đây này, vol của nó đâu khoảng là 9 triệu phiếu đã tăng trần, gần trần rồi đúng không ạ. Nên chị thấy rõ ràng rằng nó đang sự nghịch biến về giá khối lượng, nên đoạn này không phải điểm mua đối với BVS. Và quan sát thêm, đây em đánh giá sẽ là một nhịp bull trap đối với BVS, nên canh chốt lại dần. BSR nó cũng tương tự như vậy, nhìn cho mấy cái cản mạnh của nó quanh vùng giá đâu khoảng là 16 7 thì canh họ lên 16 7 chúng ta bán. Còn đây chưa phải điểm mua đối với BSR. Nhìn chung dòng dầu khí chúng ta sẽ bỏ qua trong giai đoạn này, chúng ta sẽ tập trung những mã cổ phiếu nào mà chưa tăng ấy, chúng ta tham gia nó sẽ ok hơn. Rồi tiếp tục qua những cái mã cổ phiếu của dòng thương mại đi. Thương mại như DG World hôm nay cũng trần này đúng mà, nhìn chung ấy DG World thì trend của nó vẫn trên lại tăng, nhà đầu tư mình có cứ nắm giữ, còn bây giờ nó chưa đủ độ cân bằng chúng ta sẽ chưa tham gia được, quan sát thêm. Còn trên dài của nó thì nó vẫn là trên lại giảm. FRT thì hôm qua điểm mua, nhà đầu tư mua được thì mình cứ cứ nắm giữ đấy mã cổ phiếu này. Còn bây giờ kỳ vọng nó sẽ tiếp tục cái đà tăng tiến vào vùng giá khoảng là 7879. Còn bây giờ điểm mua mới thì đánh giá nó chưa điểm mua, tại vì hôm nay nó hở gap, vol nó vào cũng không đạt lắm, nó chưa tạo ra được một cái điểm pivot thành công. MVG thì quan sát thêm, biên độ của nó cũng khá lỏng lẻo thì khả năng sẽ tích lũy lại theo thị trường đúng không ạ. Tại vì thị trường chúng ta xuất hiện nồi điện 3 thì khả năng ngày mai nó cũng sẽ có những trạng thái tích lũy lại của cổ phiếu, thì những cái dòng cổ phiếu nào chưa chạy nó sẽ chạy, còn những mã phiếu nào nó đã chạy rồi nó sẽ tích lũy trở lại, thì đánh giá dòng thương mại sẽ tích lũy trở lại, nên chúng ta chờ tích lũy xong chúng ta sẽ tham gia sau. Tiếp tục là về dòng cảng đi, cảng biển này anh chị chú ý được này, tại vì cũng chưa sơ nền này, nó cũng cân bằng khá tốt này, cũng dòng tiền vào này cũng xuất hiện tích cung đúng không ạ. Ngày mai thêm một phiên tích cung sẽ điểm mua, nó tương tự như con gì, giống như con KBC, chị nhìn con KBC đi, nếu mà ngày mai anh tích cung như thế này, anh chị thấy ở đây này nó tạo ra những trạng thái của hình vai đầu vai này tăng mạnh đúng không ạ, rồi bắt đầu là xuất hiện ba phiên tích cung liên tục đúng không ạ. Thì con HAH như thế nào ạ, HAH hiện tại như thế này xuất hiện một phiên tích cung, một phiên nô sập này, một phiên sách ao, ở đây là một phiên tết cung, khả năng ngày mai ngày mốt nó xuất hiện tết cung là những điểm mua được đối mã cổ phiếu HAH, và kỳ vọng mã phiếu này sẽ tiến lên giá 39 40.
nếu mạnh hơn sẽ tiến lên vùng giá đó khoảng là 51, nên lưu ý đối với HH đoạn sau được. Đoạn này có thể là lấy vị thế thăm dò dần này. Gamma cũng cân bằng khá tốt này, nhìn chung Gamma vẫn có thể nắm giữ được, nhưng nhìn chung cái đối với mã phiếu này thanh khoản khá bé thì quan sát thêm. Tiếp tục là về dòng bảo hiểm đi. MIG nhìn chung ở đây nó quay lại backtest thành công thì chúng ta nắm giữ thêm. Trên của nó thì vẫn là trên lây tăng, khả năng sẽ cần những độ cân bằng trước khi có nhịp tăng mới, nên quan sát thêm mã cổ phiếu MIG. BVS thì động này như thế này, lũ bỏ cũng khá tốt này, một phiên no demand này, một phiên tích cung này thì khả năng mã sẽ bắt đầu bật tăng và nó kéo mạnh, nên nhà đầu tư mình muốn mua mới thì em đánh giá của BVS vẫn có thể tham gia được. Qua giá đó khoảng là 48.5, trên nó vẫn trên lây tăng, nên lưu ý đối với BVS được này. Nhìn chung bảo hiểm thì lưu ý được đối với BVH. Thì đi sơ lược qua dòng thị trường thì em cũng đã đảo sơ một cái dòng thị trường cho nhà đầu tư mình có thể là tham khảo nắm bắt, biết được dòng nào mạnh, dòng nào yếu, thì khả năng ngày mai là khu công nghiệp nó sẽ chạy, nên lưu ý đó, những mã phiếu đó chúng ta đánh lướt thì cộng được, hoặc là một cái vài cái mã cổ phiếu hồi nãy em cũng đã điểm danh, thì nhà đầu tư lưu ý những mã phiếu đó đúng không ạ. Và cảm ơn nhà đầu tư đã lắng nghe video, còn chị nhà đầu tư nào mình còn thắc mắc gì thì mình có thể là comment ở dưới video để em hỗ trợ cho nhà đầu tư một cách tốt nhất. Và anh chị đầu tư đừng quên đấy, gọi là bấm giúp em ấy là một nút like khi xem video, cũng như ấy là giúp em một cái nút gọi là chia sẻ, để có thể là em sẽ ra được nhiều video tốt hơn để cho đầu tư mình có thể là xem xét trong thời gian sắp tới. Cảm ơn chị nhà đầu tư mình đã ủng hộ kênh một lần nữa.